Xin chào cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Đông thuộc diều huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Trên cái vị trí này thì em có nhận quay bán thửa đất có diện tích là được 31 công, tức là được 3 mẫu mốt nha cô chú anh chị. Thì thửa đất mình ở đây là đang trồng vườn. Ở đây thì trồng mít với sầu riêng. Mít này là mít siêu sớm nha. Mặt tiền của mình đó là được 155 mét mặt tiền. Mặt tiền thì khá là lớn luôn, thửa đất mình là vuông nhất luôn. Thì hiện tại con đường này chỉ là đường đất thôi nha cô chú anh chị. Xe máy ba gác thì mình đi rất là thoải mái nha. Phía trước thửa đất mình đó là con kênh. Kênh này bề ngang là khoảng 15 mét nha. Kênh này thì nước ngọt quanh năm. Bên kia là lộ đất xanh, ô tô. Thì khu vực này là có điện, có nước, nhà cửa dân cư ở thì sinh sống hẳn hoi. Thì mảnh vườn của mình ở đây là được khoảng 2 năm tuổi nha cô chú anh chị. Cái hậu của thửa đất mình đó, nó đi sâu vào bên trong đó là được 200 mét nha. Mảnh vườn của mình thì rất là tươi tốt luôn, rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Sầu riêng ở đây thì rất là phát nè. Chủ bên em thì đã lên một cái đê bao giáp dòng hết rồi. Cái khoảng cách mà từ cái mô này qua đến cái mô bên kia là khoảng 6 mét đó cô chú anh chị. Còn cái bề ngang từ đây qua tới bên kia là khoảng là 9 mét nha. Vườn mình rất là đẹp. Từ cái vị trí của thửa đất mình đó mà ra tới ngoài đường nhựa thì tầm khoảng là 1 km thôi. Ra tới ủy ban tỉnh lộ 87 thì tầm khoảng là 3 km nha cô chú anh chị. Cách thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 70 cây. Thành phố Tân An và Tiền Giang thì cô chú anh chị mình đi đến đây là khoảng 75 cây nha. Thì do chủ bên em đó không có người làm, con cái thì đi làm ăn xa hết rồi cô chú anh chị, cho nên họ cần bán gấp lại nha. Tổng cái diện tích này ở đây thì họ bán cho mình là chỉ có 6 tỷ thôi, 6 tỷ là hết đất nha cô chú anh chị, giao toàn bộ lại cho mình. Sổ sách ở đây thì hẳn hồi luôn nha. Mít này rất là lớn luôn. Mít này thì cao khoảng 2 mét rồi đó cô chú anh chị. Khu này thì có nhà cửa thì ở cũng khá là đông nha. Ở đây thì có điện có nước sạch rồi. Giờ cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm đến mảnh vườn này thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em để trên màn hình. Mình về đây thì mình xem đất đó, em cho mình gặp chính chủ, họ báo với em thì cái giá chốt 6 tỷ họ mới bán đó cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình vô mình xem đó, cứ gặp họ đi, mình cứ thương lượng trả giá với họ, có duyên với nhau thì mình sẽ mua được cái mảnh vườn này thôi cô chú anh chị. Mọi thông tin chi tiết thì xin vui lòng liên hệ với em nha.